vì được gặp lại các bạn trong chương trình Alo Du học ngày hôm nay. Thì vẫn như thường lệ thì chương trình hôm nay của chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc về việc chọn trường, chọn ngành khi du học tại Singapore. Thì Xuân Phương biết không, bữa giờ hộp thư của mình nó nhận được rất là nhiều thư, thì hôm nay Xuân Phương có thể giải đáp dùm Trâm nhé. Đó là lá thư đầu tiên mở đầu cho chương trình hôm nay là đến từ bạn Yên Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, là mình đã tốt nghiệp đại học luật, hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế. Hiện thì mình muốn khi học xong thạc sĩ sẽ được học tiếp thạc sĩ về một chuyên ngành khác như là MBA hoặc là tài chính ngân hàng ở Singapore. Như vậy liệu có được hay không? Nếu không thể học trái ngành thì mình cần phải học chuyển tiếp như thế nào? Xin chào bạn Yên Phú, thì Xuân Phương xin trả lời cho bạn được biết thì tại Singapore có rất nhiều trường đào tạo chương trình MBA hoặc thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng. Yêu cầu đối với bạn là chỉ cần tốt nghiệp cử nhân tại Việt Nam và đạt đủ trình độ IELTS hoặc tiếng Anh tại trường mà bạn chọn là bạn đã có thể tham gia học chương trình thạc sĩ tại Singapore rồi đó. Thời gian bạn học sẽ là trong vòng 12 tháng nhé. Và tiếp theo đó là lá thư thứ hai của bạn Vĩnh Thiện ở Long An với nội dung khá là ngắn gọn. Em không biết học sinh khi du học Singapore khi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và đã tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam thì trường hợp nào dễ nhận học bổng các trường tại Singapore hơn? Thì chào bạn Vĩnh Thiện, ở Singapore bạn có thể du học ngay từ khi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Có nhiều trường tại Singapore trao học bổng cho các bạn có quá trình học tốt tại trường hoặc là trao học bổng đầu vào cho các bạn nào đủ điều kiện vào nhập học. Tuy nhiên, sẽ tùy vào thời điểm mà bạn chọn du học mà bên trường xem xét trường có học bổng hay không. Nhưng nếu tính ở thời điểm hiện tại thì học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có cơ hội học bổng cao hơn nhiều đó các bạn à. Và rồi tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Bích Hà ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Là con mình năm nay học lớp 8, mình muốn cho bé du học Singapore từ sớm để rèn tiếng Anh, nhưng không biết tại trường MDIS có hỗ trợ gì cho học sinh nhỏ tuổi hay không, ví dụ như vấn đề chỗ ở hoặc đi lại. Chào chị, thì đối với học sinh nhỏ tuổi thì MBIS luôn có người giám hộ thuộc ký túc xá của trường. Các em sẽ được học tập và sinh hoạt trong ký túc xá với sự quản lý và giám sát của nhà trường. Và điều đặc biệt là MBIS có ký túc xá nằm ngay trong khu viên của trường, giúp cho việc đi học của các em rất là thuận lợi. Tuy nhiên, trường chỉ đào tạo từ bậc chứng chỉ O-Level dành cho học sinh học hết lớp 9 và các chương trình chuyên ngành đào tạo từ bậc chứng chỉ chuyên nghiệp đến cao đẳng, đại học hoặc là sau đại học, thạc sĩ mà thôi. Và hiện nay, việc đi lại giữa Việt Nam và Singapore rất dễ dàng và nhanh chóng, nên chị có thể thường xuyên sang thăm bé và có thể ở lại phòng khách của ký túc xá chị nhé. Và rồi đó là câu hỏi cuối cùng là đến từ email của bạn sangtrần.1208@gmail.com với nội dung: em đang là sinh viên năm cuối trường đại học Hồng Bàng hệ cao đẳng. Em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ học cử nhân tại Singapore thì không biết có được hay không? Em có được học giảm môn hay là không? Xin chào bạn Sang, thì Xuân Phương xin thay mặt chờ công ty Tân Đại Dương trả lời bạn như sau. Thì với điều kiện của bạn thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với bạn về trường MBIS. Trường MBIS có nhận học sinh học liên thông. Bạn nên học thật tốt năm cuối để cho bảng điểm của mình đẹp khi gửi qua trường xét duyệt hoặc chuyển tiếp. Bạn nên học thật tốt năm cuối để cho bảng điểm của mình đẹp khi gửi qua trường xét duyệt việc học chuyển tiếp của bạn nhé. Và với những thắc mắc lo lắng đã được giải bày thì Tân Đại Dương hy vọng sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng các bạn trong hành trình du học của mình. Và Tân Đại Dương có 3 địa chỉ ở quận 1, quận 5 và ở thành phố Nha Trang. Hoặc các bạn còn tìm hiểu thông tin gì thêm có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể gọi ngay đến số hotline 0838484879. Bảo Trâm và Xuân Phương xin chào.